gần 2 tuần trước khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024 trở lại với giai đoạn 2. Có những nguồn tin tiền đạo này sẽ thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh 1. Nhưng qua tìm hiểu mọi thứ vẫn chưa rõ ràng và chân sút này còn để ngỏ khả năng gia nhập đội bóng của Bầu Hiển. Việc Huỳnh Như sẽ chọn thành phố Hồ Chí Minh 1 hay Thái Nguyên TNT cũng đã tạo sự chú ý của dư luận trong thời gian qua. Ở tuổi 33, tiền đạo kỳ cựu này vẫn tạo sức hút với nhiều đội khi có kinh nghiệm, phong độ và nền tảng thể lực tốt. Nếu như Thái Nguyên TNT cần Huỳnh Như để hợp cùng Bích Thùy gia tăng sức mạnh trên hàng công, thì thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng rất muốn có sự xuất hiện của cô sau khi bộ khung của đội không còn mạnh trước sự ra đi của nhiều trụ cột. Được biết, Thái Nguyên TNT đã để sẵn bản hợp đồng 2 năm trị giá 1 tỷ đồng cho Huỳnh Như. Huỳnh Như vừa trải qua 2 mùa bóng tại Bồ Đào Nha trong đội hình của Len FC. Cô thi đấu 47 trận với 3.090 phút, trung bình chơi 67,17 phút mỗi trận và ghi được 10 cùng 4 pha kiến tạo cho Len FC. Với dấu ấn tạo được ở Len FC, Huỳnh Như được đánh giá là cầu thủ Việt Nam thành công nhất trong lịch sử khi ra nước ngoài chơi bóng. Có những thời điểm Huỳnh Như còn được tín nhiệm với ban thủ quân ở đội bóng này. Mùa bóng vừa qua, Len FC đã trụ hạng vào giờ chót với sự đóng góp không nhỏ của Huỳnh Như. Với đội thành phố Hồ Chí Minh 1, hiện đang dẫn đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024, trong khi Thái Nguyên vẫn chưa thực sự lột xác sau khi có sự tăng cường mạnh mẽ trong thời gian qua.